niềm tin chiến thắng sẽ đưa ta đến bên bờ vui. Niềm tin chiến thắng. Dù từ đây mà đâu cô bác có bé phòng này trở lại đây nghe kêu số. Trước khi kêu con số này thì là em nói một cái điều nó như thế này. Thì vừa qua Việt Nam đã tham gia một cái gọi là cái gì nhỉ? Thì là một cái cuộc thi đúng không? Bóng đá, người ta gọi tắt là Asian, được không? Chiến đấu hết mình nhưng mà cố gắng thi đấu hết mình và nhưng mà không có đạt được kết quả của mình, nhưng mà tất cả những cái người ở trong cái đội bóng đó thì vẫn là anh hùng trong mắt của người dân Việt Nam. Thì em xin hát vang lên cái ca khúc là niềm tin chiến thắng để để cổ vũ cho những người chiến sĩ ấy. Niềm tin
cuộc đời. Niềm tin chiến thắng luôn ở trong tim mỗi chúng ta, luôn ở trong tim mỗi chúng ta. 33 Trung Kiên giống như đi đồi nợ mướn vậy đó quý vị. Giọng đàn ông mà. Ừ, anh bà nội mày anh. Đàn ông mà anh nói vậy chị lộn. Ừ, con này nó phải ăn 2-3 chiếc giày của tôi rồi nó mới bình tĩnh được. Mày nghĩ sao mày kêu tao bằng anh? Nói chứ em là người phụ nữ, có đôi môi trái tim mà con chim trái chuối. Người đàn bà du không là người đàn bà không du. Ừ, nó nghe nè. Ngày mai bữa nay hát không có đủ đóng tiền phạt chứ sợ đó nghe cưng. Sắp tới bóp cái miệng lại đi. Sắp tới 2 tháng 9 rồi đó. Ừ. Vô trọng dễ lắm. Rồi cái gì ơi, bây giờ đã có một chủ nhân độc giải xuống rồi, chúng ta nhanh chân lẹ tay bước nó.